Ok, để nó qua một bên. Thành phẩm rồi đây, cháo ớt Singapore ngon lắm á nghen. Ăn cái cháo trắng nè, mùa đông trời lạnh lạnh ăn cái này vô là bá cháy luôn. Cái này biết ăn cháo ớt nữa rồi, bá cháy à. Nó ăn cái chai hắn nước nó đang hôi luôn rồi. Nước là ngon ha. Đơn giản vậy, đang giỡn vậy đó. Mà ngon. Cái đùi nào cũng thấy rồi. Ba phải chỉ nè. Nước không? Nửa ký không thấm à. Ta thấy đây còn cái thêm cốt nè. Để làm nửa ký thôi, mua bọc một ký được.